Rồi, xin chào tất cả các em học sinh lớp 6. Như vậy thì trong clip trước thầy đã quay cho các em một số clip ở cái bài số 1 rồi đúng không nào? Đường thẳng là 3 điểm thẳng hàng rồi vân vân, rất là nhiều rồi. Trong clip hôm nay thầy tiếp tục hướng dẫn các em ở bài số 2, đó chính là đoạn thẳng này, độ dài đoạn thẳng cộng độ dài đoạn thẳng. Như vậy thì ở trong sách giáo khoa ấy, thì ở cả học kỳ 1 và học kỳ 2 thì thầy đã quay và up hết trên kênh. Các em mà không biết vào thì các em cứ vào YouTube, YouTube thôi các em. YouTube chúng ta gõ cái từ thầy Quang, sau đó chúng ta sẽ kéo xuống cái danh sách phát đây em, danh sách phát nào, thì các em sẽ thấy được cái toán học, toán đại và toán hình của thầy trên đó, để chúng ta vào xem miễn phí các em nhé. Ok, ở đây thì thầy quay ở chuyên đề và nâng cao nên là nhiều lúc nó cũng hơi khó một xíu nha. Và hiện tại thầy cũng chưa mở cái khóa học để chúng ta đăng ký, tại vì cái số lượng bài nó khá ít nên thầy cũng chưa mở, mà hiện tại chúng ta đang học free theo các em nhé. Ok, rồi bây giờ thầy sẽ hướng dẫn các em. Thứ nhất là đoạn thẳng. Đoạn thẳng là gì này? Để hiểu được đoạn thẳng là gì thì chúng ta phải biết xuất phát từ đường thẳng đấy nè. Giả sử đường thẳng là đường gì? Đường thẳng là cái đường nó không giới hạn ở hai đầu. Các em hiểu nào, nó không giới hạn ở hai đầu đó. Còn tia thì nó sẽ giới hạn ở góc tia. Còn đoạn thẳng thì nó sẽ giới hạn ở hai đầu luôn. Hai cái đầu này gọi là hai đầu múc. Giả sử như thầy nói đoạn thẳng AB thì về khái niệm như nào đây? Đoạn thẳng AB là đoạn thẳng là hình gồm gì? Hai cái điểm A và điểm B, người ta gọi là hai đầu múc, và tất cả các điểm nó nằm ở trong cái nằm chính giữa A và B. Được chưa nào? Đó chính là đoạn thẳng AB. Đó. Như vậy thì mỗi đoạn thẳng có một độ dài. Thì cái độ dài đoạn thẳng là một số dương. Các em lưu ý nhé. Độ dài đoạn thẳng là một số dương. Tiếp tục. Để so sánh hai cái đoạn thẳng thì chúng ta sẽ tiến hành so sánh cái độ dài của chúng. Thầy lấy ví dụ. Ví dụ đoạn thẳng AB ở đây là 1, 2, cứ một cái ô này là 1 cm thì ở đây là 3 cm này. Đoạn thẳng CD cũng là 3 cm thì chứng tỏ đoạn thẳng AB thì sẽ bằng đoạn thẳng CD. Nhưng ở đoạn thẳng EG thì 1 2 3 4 thì là gì các em? 4 cm thì chứng tỏ EG này nó sẽ lớn hơn CD, hay nói cách khác là EG này cũng lớn hơn AB, và hay nói cách khác là AB này nhỏ hơn EG. Đó, các ký hiệu này. Các em hiểu chưa nào? Đó. Và đặc biệt cái vị trí số 3 này, cái phần 3 này rất là quan trọng nên chúng ta cần phải nắm nhé. Nếu điểm M nằm giữa hai điểm A và B thì AM cộng MB bằng AB nha. Còn nếu như ngược lại, nếu AM cộng MB bằng AB, nếu chúng ta làm được một cái hệ thức này thì chúng ta sẽ suy ra M sẽ nằm giữa A và B. Các em có hiểu nào? Cái ở đây chúng ta giúp ta tính toán là gì? Giả sử M nằm giữa đây thì chúng ta có AM. Ở đây thầy gọi là cái đoạn nhỏ thứ nhất này. Đây là đoạn nhỏ thứ nhất này. Đây là đoạn nhỏ thứ hai. Đây, đoạn nhỏ thứ nhất này. Đây là đoạn nhỏ thứ hai này. Và đây là đoạn tổng này các em. Như vậy thì đoạn nhỏ thứ nhất cộng đoạn nhỏ thứ hai thì sẽ bằng đoạn tổng. Nếu như từ công thức này mà chúng ta muốn tính một cái đoạn nhỏ, chúng ta muốn tính một đoạn nhỏ nào đó, ví dụ tính AM đi, thì ở đây chúng ta sẽ suy ra AM, chúng ta sẽ lấy cái đoạn tổng AB trừ cho cái đoạn nhỏ thứ hai, đó chính là đoạn MB nha. Hay là nếu tính MB thì các em lấy AB trừ cho AM. Còn nếu để tính đoạn tổng thì các em lấy hai đoạn nhỏ cộng lại với nhau. Ý là như vậy đấy. Các em hiểu chưa? Ok. Như vậy thì bây giờ chúng ta sẽ đi sang phần bài tập các em nhé. Rồi, chúng ta sẽ đi sang phần bài tập các em nhé. Ta đi sang bài tập. Ta sẽ đi sang bài 12 nhé. Gọi C là một điểm thuộc đoạn thẳng AB nhưng không trùng với hai đầu múc A và B. Hỏi điểm A có nằm giữa hai điểm B và C không? Như vậy thì ở đây các em thấy này, chúng ta sẽ vẽ cái đoạn thẳng AB ra trước đây. Đoạn thẳng AB này. Gọi C là một điểm thuộc đoạn thẳng AB nhưng không trùng với hai đầu múc A và B. Là ví dụ C nó sẽ nằm thay đổi bất kỳ nằm trong cái đoạn này,
Thì ví dụ như ở đây chúng ta lấy C nằm ở đây đây, thì hỏi điểm A có nằm giữa hai điểm B và C hay không? Có không em? À, cái điểm A chắc chắn nó sẽ không nằm giữa hai cái điểm B và C, mà C này chính là điểm nằm giữa. Được đúng chưa? Các em hiểu nào? À, như vậy thì ở đây các em thấy là cái ba điểm, chúng ta giải thích vào ba điểm A này, phẩy B này, phẩy C thẳng hàng. Có đúng chưa? Tại vì nó cùng nằm trên một cái đoạn thẳng thì nó chắc chắn phải thẳng hàng. Đúng không? Và cái điểm C nằm giữa A và B. Do đó cái điểm A sao em? Do đó A không nằm giữa, không nằm giữa B và C. Được chưa? Ok, các em có hiểu không nào? Rồi, chúng ta đi sang bài 13 nhé. Rồi, chúng ta đi sang bài 13 các em. Câu A. Vẽ ba đoạn thẳng sao cho mỗi đoạn thẳng cắt đúng hai đoạn thẳng khác. Nghĩa là một đoạn thẳng sẽ cắt hai đoạn thẳng khác. Đó nè. Thì đầu tiên các em hình dung là đầu tiên cái hình tam giác các em. Đó nè. Đây. Cách thứ nhất này. Một đoạn này. Đó. Thì ở đây, đây, đoạn thứ nhất này. Đó, được chưa? Cái cách vẽ thứ nhất em. À, hoặc là chúng ta vẽ như thế này. Đây, đoạn thứ nhất. Đó. Một đoạn là cách hai đoạn còn lại là đúng thôi. À, đó, ok. Còn cách nào nữa không em? Cách nào nữa? Hoặc là như này. Đó, được chưa? Ok, được chưa? Còn cách nữa em? Hoặc là ví dụ như này. Được chưa nào? Đây. Các em sẽ thấy. Được chưa? Đó. Đây chính là bốn cách vẽ của cái bài 13. Ok. Chúng ta sang câu B nhé. Câu B. Câu B là người ta yêu cầu các em là vì 6 đoạn thẳng sao cho mỗi đoạn thẳng cắt đúng 3 đoạn thẳng khác. 6 đoạn thẳng mà mỗi đoạn thẳng sẽ cắt 3 đoạn thẳng khác em. 6 đoạn. À. Thì chúng ta xem thử có những cách vẽ nào nè. Đây. Thầy sẽ vẽ cho em tham khảo thử có đúng hay không nha. Một đoạn này, hai đoạn, ba đoạn, bốn đoạn, năm đoạn, sáu đoạn. Như vậy thì người ta phải đảm bảo là cứ một đoạn như vậy thì nó sẽ cắt bao nhiêu đoạn nha? Ba đoạn khác ha. Ok chưa? Đó. 6 đoạn. Giả sử như đoạn này đi thì cắt đoạn này và đoạn này nè. Đúng. Ha. Ok. Còn cách vẽ nào khác nữa không em? Hay là ví dụ như là đây. Vẽ dưới dạng tam giác ấy. Nè. Thì ở đây các em thấy nè. Đó.
kỹ năng vẽ hình nó rất là quan trọng sau này chúng ta làm hình nha các em nhé. Hoặc là còn có cách nào khác nữa hay không em? Rồi còn một cách nữa nha, thầy chỉ luôn cho các em luôn. Ta vẽ như này. Ok. Đây nghe. Đó. Ok. Được chưa? Rồi chúng ta đi sang bài 14 em nhé. Ta có bài 14 em. Hai đường thẳng U và V cách nhau tại Y. Trên đường thẳng U lấy 4 điểm A, B, C, D sao cho. Như vậy bây giờ chúng ta vẽ hai đường thẳng cách nhau thế nào. U và V cách nhau tại Y ha. Cách nhau thì chúng ta nên vẽ như thế này cho nó hợp. Ở dưới này nó hơi khó viết anh em nhé. Như vậy thì giả sử đây là đường thẳng U và đây là đường thẳng V thì đây cách nhau tại Y này. Trên đường thẳng U đây, lấy 4 điểm A, B, C, D sao cho. Ta lật sách qua trang nhé. Đây nó thỏa mãn gì các em. Điểm Y thì nằm giữa A và B. Như vậy thì ở đây chúng ta có giả sử điểm A đi thì điểm B ở đây. Điểm C nằm giữa hai điểm A và B. Như vậy điểm C nằm giữa hai điểm A và B, điểm C nằm ở đây. Hoặc là nằm ở đây. Các em hiểu không nào? Điểm A nằm giữa hai điểm Y và D. Điểm A nằm giữa Y và D chứng tỏ điểm A nằm giữa thì D nằm ở trên đây. Đó. Tiếp tục. Hỏi đường thẳng V có cắt các đoạn thẳng AD. Có không em? Không này. AB có. BC có không? Như vậy nó chỉ có các đoạn thẳng AB thôi, chứ còn BC với AD thì không cắt. À, như vậy thì ở đây chúng ta trả lời vô. Cái đường thẳng V nó không cắt các đoạn thẳng, đó chính là AD với lại là BC ha. Và ở đây cái đường thẳng V nó cắt cái đoạn thẳng AB tại đâu? Tại Y. Được chưa? Ok. Các em hiểu nào? Clip hôm nay tới đây là kết thúc các em nhé. Trong clip sau thầy sẽ quay cho các em những bài tiếp theo nhé. Ok.